Nếu không có bài hát Thương về miền đất lạnh của Minh Kỳ với câu hát ngân nga Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, thì có lẽ khách phương xa cũng ít lưu luyến đến ngôi chùa Linh Sơn ở Đà Lạt. Chùa được Hội Phật học Trung Phần khởi công xây dựng vào năm 1938 và hoàn thành vào năm 1940 trên một khu vực rộng khoảng 4 hecta. Bà Hương, một du khách và hòa thượng Thích Minh An chia sẻ. Ở Việt Nam được phục hưng 1951 thì là Tổng hội Phật giáo Việt Nam mình mới xiển dương xây dựng các ngôi chùa tịnh hội tại Đà Lạt thì chùa Linh Sơn là ngôi chùa tịnh hội, một trong những cái ngôi chùa lớn của Việt Nam chứ không phải riêng gì của Lâm Đồng. Bây giờ thành đó rồi, các chùa khác thì lớn hơn nhiều. Đấy, tuy nhiên về mặt thời gian và lịch sử thì đây là một ngôi chùa lịch sử. Trải bao thăng trầm, đến nay chùa Linh Sơn vẫn giữ được kiến trúc ban đầu cùng vẻ trầm mặc giữa chốn đô thị du lịch. Cái hệ mái thì là gần như chưa phải sửa mấy, nhưng dưới này thì mối mọt đó thì các cụ có sửa hả? Nhưng mà nó là cái chùa này thì tính ra là bây giờ là nó cổ nhất của Đà Lạt. Linh Sơn là mái chùa thân thiết đối với Phật tử và du khách hành hương từ mọi miền đất nước. Khí hậu xứ cao nguyên ngày càng nóng lên nên tuy không còn cảnh chập chùng trong làng sương sớm như thập niên 80 của thế kỷ trước, song Linh Sơn tự vẫn là một hiện thể tâm linh gợi thức những tâm hồn tìm về nguồn cội. Bà Hương, một du khách nói rằng bà đến đây còn vì một niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn. Người ta đến chùa người ta cảm thấy là thanh thản trước những cái khó khăn. Tôi nói thật, sắp tới đây tôi có cái khó rất là khó khăn, không biết có vượt qua được không, nên là tôi cũng đi để kiểu như nói thế chứ trước hết là giải tỏa tâm lý của bản thân, sau đó cái điều nó đến với mình cũng coi như giống như các cụ nói là ta đã đi hết đường rồi mà không được nữa, ta chấp nhận. Chùa Linh Sơn đã trải qua các đời trụ trì là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Diệu Hoàng, Hòa Thượng Thích Từ Mãn, Hòa Thượng Thích Bích Nguyên, và từ năm 1964 đến tháng 11 năm 2007, Hòa Thượng Thích Từ Mãn trở về trụ trì đến khi Ngài tạ thế. Kế thế trụ trì chùa Linh Sơn hiện nay là Thượng tọa Thích Viên Như, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.